mấy người nhà giàu bị lừa gạt thì tức tối lắm. Lập tức rủ nhau bẩm báo lên quan huyện. Quan huyện sau khi xác nhận sự việc, liền sai người đến lục soát trong nhà Túy Hoa. Quả nhiên vẫn còn rất nhiều khối vàng giả chưa đem bán. Chứng cứ lừa bịp đã rõ ràng, cả hai vợ chồng Túy Hoa lập tức bị tống giam vào ngục, còn bị hành hạ khổ sở vì nha lại không tin vào lời khai của họ là đào được vàng giả trong giường. Họ bị khép tội cố ý làm vàng giả để lừa gạt, phải giam vào ngục để chờ ngày xử tội. Thật không ai có thể ngờ được ả Túy Hoa vì tham mà thâm. Hóa ra những khối vàng lớn đều là vàng giả, có lẽ đã được trộn lẫn vào để đánh lừa kẻ trộm. Còn những thỏi vàng nhỏ thì đều là vàng thật. Khi ấy, nàng sang hô thấy em chồng gặp nạn như vậy thì rất buồn rầu, cố năn nỉ với mẹ chồng xin tìm phương giải cứu. Bà Mã Ổn trong lòng đầy căm tức oán hận, thấy việc này xảy ra lại hả hê vui sướng, làm sao có thể đồng ý cho sang hô ra tay giúp đỡ. Dù nàng thuyết phục cách gì, bà cũng nhất quyết không chịu. Bà nói, quân ngỗ nghịch đó cũng nên để cho nó nếm mùi đau khổ, nếu có chết đi cũng là rảnh bớt nợ đời. Lẽ nào con còn muốn thấy nó trở về để chửi mắng hành hạ mẹ con mình nữa hay sao chứ? Nàng sang hô theo năn nỉ thuyết phục nhiều lắm mà mẹ chồng vẫn không chịu, buồn rầu không ăn không ngủ, chỉ mấy hôm đã sa sút như người bệnh nặng. Bà Mã Ổn thấy con dâu ngã bệnh thì lo lắng vô cùng, trong ý cũng xiêu lòng, muốn cho phép nàng tìm phương giải cứu vợ chồng Mã Võ. Mã Văn biết ý mẹ, lại gần thưa, chuyện vợ chồng hai em con chỉ do Túy Hoa ngu dại hung dữ nên lỗi đạo với mẹ, nhưng dù sao chúng nó cũng là con và dâu của mẹ, là em của con. Nếu chúng ta thấy vợ chồng nó bị tù tội mà không ra tay giải cứu, e rằng cũng không phải đạo, không khỏi mang tiếng xấu với đời. Huống chi sang hô là người trọng tình trọng nghĩa, rất thương chúng nó, còn sợ nàng buồn rầu sinh bệnh mà chết thì thật là tội nghiệp, xin mẹ nghĩ lại.